Chào buổi sáng các bạn. Các bạn có biết cái này là cái gì không? Lý do tại sao Nguyên để nó đó. Focus. Thằng em Nguyên nó bỏ quên trong ngăn đá. Sáng Nguyên cần có cà phê để uống. Nó đông đá nguyên cục luôn. Hiện tại đây là 100 độ F rồi. Không biết bao nhiêu độ C, có gì Nguyên sẽ coi thử coi nó bằng bao nhiêu độ C. Thì Nguyên lợi dụng cái nắng để cho nó tan đá, thì nãy giờ để chưa được nửa tiếng nữa là tan nát bấy rồi nè, không uống. Có một cái vấn đề mà Nguyên muốn nói với các bạn ở đây là xe của Nguyên nó bị trục trặc nữa rồi. Ok, các bạn thấy cái ổ khóa không? Ổ khóa của Nguyên á hình như nó bị hư rồi. Coi nè, mở không lên, lắc tay lái. Hôm qua xe này nó bị nằm đường. Nguyên sẽ vô nhà Nguyên kể cho các bạn nghe. Chiếc này của Nguyên đặt tên là Susan. Susan ơi, em Hải anh ơi. Yeah, thì đó các bạn. Ok. Bây giờ là cái lưới nằm đây nè ha. Bóng rổ. Thử một lần trước nha. To do it. Chào buổi sáng các bạn. Bây giờ là một cái ra đây mình nói cho các bạn nghe. Thì đây là một cái cập nhật của chiếc xe mình. Có nhiều bạn hỏi chuyện gì xảy ra với chiếc xe. Thì đây, vào 2 tuần trước Nguyên đi tập về á, thì Nguyên đi ăn, sau đó đậu vô cái tiệm rồi ra mua đồ ăn xong ra, thì cái chiếc xe lúc đó là khuya, nó bị không mở khóa được. Vào Nguyên phải kêu thằng em tới giúp. Thì lúc đó đang ngủ thì nó chạy tới. Mà khu đó là khu người Mễ, rất là nguy hiểm đấy các bạn. Khu đó là, tại vì cái chỗ đó bán đồ ăn cũng rất là ngon, nhưng mà mình nói thật luôn, trên cái đường đó đó là, xin lỗi mà nói là cái khu đó giống như là giống như chỗ mà buôn bán mại dâm vậy đó. Thì trên đó nó có một cái con đường, thì mấy người con gái mà họ làm mình đếm á, thì họ đi vòng vòng trong đó để kiếm khách, rồi ma cô đủ thứ cho các bạn. Nhưng mà chỗ đó đồ ăn rất là ngon, thì có gì mình sẽ kể thêm cho các bạn nghe vấn đề đó. Thì sự thật trên đường đó có thật những cái nghề nghiệp như vậy, cho nên mình xin lỗi nếu mà đụng chạm đến những cái đó. Mình không có, cái đó giống như là nhạy cảm nên mình không muốn nói tới. Cho nên cái khu đó như ma cô nhiều quá, rất là nguy hiểm, cho nên thằng em với Nguyên không có thể nào mà để xe ở ngay đó được hết á. Tại vì nếu mà để xe ngay đó đó thì họ sẽ gỡ máy móc của xe Nguyên ra, thì ngày mai đến là mất xe. Cho nên tụi Nguyên phải ở đó gọi cái tô xe đó, thì nó nói là phải 90 phút hơn thì mới tới, mà ngày mai thằng em phải đi làm nữa. Cho nên cũng rất là tội nghiệp nó ngồi đó với Nguyên trong chiếc xe nó, rồi sau đó phải chờ xe tô tới là 7 giờ rưỡi sáng. Tụi Nguyên phải ở đó ngủ cũng không dám ngủ nữa, chỉ ngầm chờ trực. Rồi tới 7 giờ rưỡi sáng thì ông xe tô tới, ông cũng thử giúp thì nó không có hoạt động được luôn. Xin lỗi tại mới sáng sớm, nhưng Nguyên không thể nào quay mặt Nguyên được, nhìn gớm lắm. Cho nên nãy giờ nói chuyện với các bạn mà chỉ vô đây chìa khóa. Thì đây là tình trạng update, tình trạng cập nhật tuần thứ nhì. Mình sẽ mở khóa. Thì đây là ông sửa xe với Nguyên đã mở cái này ra. Đây là cái ổ khóa. Trước đó lý do nó bị hư không đề máy được là tại vì cái răng ở trong cái ổ khóa xe nó đã không mở được. Cho nên Nguyên đang order trên mạng để mua về một cái mới. Thì hiện tại là tuần sau, tức là ngày 18-19 đây, nó sẽ mở, nó sẽ ship về nhà, nó sẽ gửi về nhà. Và từ đó thì Nguyên và ông thợ sẽ ngồi xuống và dàn em sẽ gắn vô hết. Thì Nguyên sẽ mua cái cục này nè. Nguyên đã đặt hàng rồi trên eBay, mua cái cục này. Thì sau đó mình bắt buộc phải đem lại cái ông sợ, cái ông thợ sửa ống khóa đó, ông sẽ lấy cái cục bên trong của thằng này nè, lấy ra, rồi lấy cái cục mới đó, gắn vô lại, sau đó ông sẽ mài một cái chìa khóa mới thì nó mới hoạt động được. Thì các bạn biết nếu mà bên đây á, thì bị một cái trường hợp này rất là mệt các bạn. Thì bạn không thể nào mà có xe đi làm, đi học, đủ thứ gì xảy ra hết.
Thì yeah, đó là lý do mà dạo này Nguyên chỉ làm review dài là vậy, ít làm gym fitness là tại vì không có cơ hội đi đâu hết. Bây giờ các bạn thấy rồi đó, cái tình trạng chiếc xe nè là đã tháo cái ổ khóa ra nè, không các bạn, đó cho các bạn coi cho các bạn biết như thế nào, tháo ổ khóa ra. Yeah, đây là cái bửng để mà gắn vô đây để lắp lại đó. Thì hiện tại giờ là xe nó đã nằm như vậy, nó không có chạy được mấy ngày nay. Tao rất là nhớ mày mà tại sao mày không bao giờ thương tao hết vậy. Bữa kia thì nó bị hư cái này, cái cục Amiga đó, có nghĩa là cục clutch á, là xe số á các bạn, thì nó đạp bị hư, nó vô số không được. Thì Nguyên phải mới sửa hết một đợt rồi, bây giờ phải gắn thêm này nữa. Thì các bạn biết, yêu thích một người hay là yêu thích một vật gì đó hay là yêu thích một chiếc xe thì các bạn cũng phải trải qua những cái đau khổ như vậy. Nguyên rất là yêu thích chiếc xe này cho nên yeah, phải chịu thôi. Gặp lại các bạn cập nhật tình hình sau một tuần. Nguyên đã đi tập gym về thì Nguyên lâu lắm rồi cũng không có dịp trò chuyện với các bạn, như là thì đã lâu lắm rồi Nguyên không có dịp để tâm sự trò chuyện với các bạn ha. Thì đi tập gym về hôm nay tình cờ Nguyên có nghe được một cái mẩu chuyện rất là cảm động và rất là hay, thì Nguyên sẽ kể luôn. Sau khi cái câu chuyện này kết thúc thì Nguyên sẽ cho các bạn thấy được cái video tập tạ của hai đứa, hai anh em. Thì trong khi tập thì các bạn sẽ thấy trong cái video sẽ thấy một cái anh chàng mặc áo ba lỗ màu dạ quang. Thì anh chàng đó tụi Nguyên gặp gỡ, Nguyên cũng đã nói chuyện một số tâm tình, thì Nguyên sẽ kể luôn cho các bạn. Đó là ảnh đó, thì anh này cũng gần 40 tuổi rồi nhưng mà nhìn rất là trẻ. Thì ảnh là người bên nước Anh, England á. Ảnh qua đây sống cũng từ năm 2000, năm 2001, nhưng mà ảnh sinh ra lớn lên ở nước Anh. Thì Nguyên và thằng em Nguyên đi gym mỗi ngày, cũng gặp anh này lâu lắm rồi, gặp cũng ngày nào cũng đi cũng gặp hết, lặng lẽ tập thể dục, lâu lâu đi với một cô bạn gái người châu Á nữa. Thì yeah, vậy thôi. Thì cái một hôm cỡ một tuần trước, tự nhiên hai đứa như Nguyên và anh ta, cũng như là thằng em Nguyên và anh ta, cũng giống như là gặp nhau như ê what's up, chào khỏe không, vậy thôi. Giống như anh ra như anh ta rất là thân thiện. Giống như các bạn biết mà, vô lâu lâu sẽ có những người này tướng anh ta cũng rất là bự, như sẽ hiềm khích mình này nọ, nhưng mà đối với người này thì tự động nhìn Nguyên tự động là người đã chào, rất là thiện chí. Thậm chí chỉ biết nhau giống như là mặt đối mặt, giống như mỗi ngày đều thấy nhau trong cái phòng gym tập thôi, nhưng mà anh ta chào rất là thiện chí, còn những người khác gặp cũng không có chào. Thì ngày hôm qua tình cờ Nguyên quay video cho thằng em với Nguyên là cái clip kế tiếp các bạn sẽ thấy là Nguyên quay cái anh ta tiến tới nói mày quay video YouTube hả? Cái Nguyên nó nói là đúng rồi Nguyên, hai đứa này là làm YouTube channel về fitness cũng như review dài. Cái anh ta nói that's good, tốt quá. Tại vì hồi xưa tao, tại cái công việc của anh ta như là làm về chứng khoán này nọ đó, cho nên hay đi du lịch qua nước này nước nọ để làm việc ha. Anh ta có một cái business riêng. Thì sau đó đó thì anh ta mới nói là hồi xưa tao có đi về nước Thái cũng như là cũng có qua Việt Nam một lần, thì tao thấy cái fitness ở bên đó nó chậm phát triển quá, nhiều người cũng tập sai này nọ, rồi không ai chỉ, rất là tội nghiệp. Thì anh ta nói như là cảm thấy giống như là lúc đó cái fitness của tụi mình chưa có phát triển, các bạn giống như những bạn trẻ chưa biết tập như thế nào. Thì anh ta nói vậy tụi bay làm gì tốt quá, tạo động lực cho tụi trẻ Việt Nam cũng như là hướng dẫn tập, giống như làm video tập để cho các bạn không có tập sai. Thì nói ngắn gọn là như vậy đi. Thì anh ta rất là vui khi thấy hai đứa này làm video. Sau đó hai đứa mới bắt chuyện hỏi thăm. Thì anh ta mới nói là lý do mà
À, mình đi tập gym á, hồi xưa á, tao tao không có thể nào nâng tạ được. Anh ta bự lắm á, bự hơn nguyên gấp 2 gấp 3 lần. Tao không nâng tạ được. Tao bị một cái gọi là đụng xe. Accident có nghĩa là tai nạn giao thông. Tao ngồi xe lăn. Thôi mình nói tôi đi ha. Tao ngồi xe lăn một thời gian không có đi được, tại vì cái lưng nó bị đau sau cái tai nạn giao thông đó. Và một điều rất là đáng buồn đó là cái tai nạn giao thông đó đã lấy đi tính mạng của người vợ tôi, và người vợ tôi đã qua đời. Thì người ta nói là sau khi người vợ qua đời á, thì anh ta nhốt mình trong cái căn phòng, mỗi ngày đi làm đi học về chỉ ở trong căn phòng đó thôi. Và không có muốn đi đâu chơi, không muốn làm gì hết. Lúc đó chưa đến với fitness, chưa đến tới gym. Thì một hôm thằng bạn của anh ta mới nói là: "Ê, tại sao tao thấy mày ngồi trong phòng hoài, người vợ mày cũng đã qua đời rồi, mày không có ra nào làm lại được hết, không có nào mà kéo thời gian lại, cũng không có nào là tự trách mình được hết. Thôi anh ta không có nói là lý do tại sao bị accident, anh ta không có nói lý do tại sao bị tai nạn giao thông, cũng như là lỗi phải của ai hết. Anh ta chỉ nói là người vợ qua đời và ngồi trên xe bị tai nạn giao thông chết, và anh ta may mắn còn sống sót nhưng mà bị liệt đằng sau lưng một thời gian, rồi sau đó ngồi xe lăn một thời gian rồi mới vật lý trị liệu này rồi mới hết." Thì trả lời vấn đề thì là bạn anh ta khuyên tại sao không ra ngoài sinh hoạt với mọi người, kiếm gì đó làm, đi trip hay này nọ, để đừng có nhớ đến những cái buồn bã nữa. Thì anh ta nói thử nghe lời thằng bạn thử một ngày coi như thế nào. Thì anh ta mới bắt đầu tập thể hình, đến với thể hình. Và anh ta nói dùi mình, ngoài thể hình anh ta đi làm đi học, và anh ta nói là anh ta có tới 2 cái bằng cử nhân về chụp hình art nghệ thuật và về business, là tức là làm ăn kế toán này nọ của anh ta. Thì anh ta nói là từ lúc mà đi vô gym nó rất là sảng khoái, sau đó tinh thần của anh ta cởi mở hơn. Thậm chí cái nỗi buồn mà mất mát cái người vợ đó thì anh ta từ từ dần quên đi cái nỗi buồn đó. Thậm chí hiện tại anh ta vẫn còn rất là nhớ, cũng như là tự trách mình rất là nhiều. Thì anh ta chỉ tâm sự ngắn gọn với Nguyên thôi. Anh ta nói rất là cảm ơn người bạn đó đã nhắc nhở kêu anh ta đi đến gym để không phải ngồi ở nhà mà suy nghĩ tiêu cực. Thì Nguyên mới rút ra một điều học là Nguyên muốn nói lên cái vlog này cho bạn biết, là Nguyên muốn hỏi các bạn một câu là: phòng gym, fitness, gym đã giúp bạn giải tỏa cái nỗi buồn nào? Nếu mà cái này không phải là lý do cá nhân mà các bạn có thể chia sẻ được, các bạn comment ở bên dưới, Nguyên muốn nghe thử. Tại vì đối với Nguyên, Nguyên thấy cái gym nó rất là ý nghĩa đối với Nguyên. Tại vì Nguyên có những cái cá nhân, tương lai Nguyên sẽ nói cho các bạn biết, hiện tại Nguyên không thể nào nói được. Thì có những cái cá nhân rất là buồn bã, rất là stress này nọ, nhưng mà Nguyên cảm thấy nó giúp Nguyên rất là nhiều. Cho nên Nguyên muốn biết được là gym đã thay đổi bạn như thế nào, cũng giống như anh ta không. Một câu chuyện Nguyên không biết đối với các bạn có cảm động hay không, nhưng đối với Nguyên rất là cảm động. Nhưng Nguyên phải suy nghĩ lại là các bạn mỗi ngày đi làm đi học để kiếm tiền, và có một cái người blogger trên mạng về xe nói một câu này rất là hay: hãy nhớ rằng làm ra tiền không có quan trọng, nhưng cái mà quan trọng nhất là bạn có được cái người thân ở bên cạnh để chia sẻ nó, đó mới là cái quan trọng nhất, không phải không các bạn? Bạn chúc bạn có một ngày thật sự vui vẻ bên gia đình. I've been quiet inside you. All my heart in my chest shells. Feeling silenced and lied to. But enough is enough. No, don't confine me. I won't be here.
it just pours out. I've been running.